vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2019. Và chức vô địch đã thuộc về câu lạc bộ Saigon Heat. Never satisfied and therefore never happy. Well, đã bị ngã khá đầu ở trên sân. Well, đã có sự tiến bộ rất rõ rệt. Team Well, 2 điểm tính dành cho Team Well. Tác phẩm rất hay của các cầu thủ Catfish và đó là phần điểm của Team Well. Team Well. Không phải là một sở trường của người mất tay không. Một cầu ghi điểm dễ dàng dành cho Team Well. Lại là Team Well rebound. Đó là nỗ lực của Team Well. Well. Pha đổ thành công. Tuyệt rồi, tốt của sao hết. Cho Team Well. Team Well là người đã hỗ trợ rất kịp thời. Vừa rồi là pha lên đổ thành công của Team Well. Quả không thành công của Yosuke nhưng sau đó đã có Team Well rebound và ghi 2 điểm. Của các cầu thủ hit và người ghi điểm là Team Well. Juzang. Quá hay. Team Well thực hiện một pha gần như là một pha alley-oop. Khi được vào sân thì Team Well đã lập công. And1 và sẽ có thêm một quả ném phạt nữa dành cho cầu thủ mang áo số 30. Có hai điểm dành cho Team Well. Rồi Team Well là những cầu thủ, những big man rất khó để có thể vượt qua trong khu vực 3 giây. Tình huống and1 dành cho Team Well.